Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại kênh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tối ngày hôm nay trên trang fanpage của ô tô Hiền Kim Luxury Car Hải Dương. Em xin phép lên sóng cập nhật rất là nhiều các mẫu xe mà ngày hôm nay đã có mặt tại cửa hàng. Hôm nay thì em về thêm một chiếc xe Xpander số sàn cuối 2019, xe chạy 4 vạn. Em về thêm một chiếc xe Hyundai Tucson 2018 bản 1.6 turbo. Đây ạ, về thêm một chiếc xe Hyundai Tucson 2018 bản 1.6 turbo. Ngoài ra em lại về thêm một chiếc xe Kia Cerato màu đỏ cuối 2017 form 2018. Rồi thêm những dòng như Vios form mới số tự động. Và em về thêm một chiếc xe Kia Soluto 2019, xe mới đi 4 vạn thôi. Và tất cả xe thì em đang được chào bán tại showroom Luxury Car Hải Dương. Các bác, các anh, các chị có nhu cầu tham khảo, quan tâm, yêu thích mẫu xe nào thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì anh chị có thể ghé về showroom của bên em để có thể tham khảo và xem trực tiếp, thương lượng giá trực tiếp. Và anh chị xem kênh của em thì cũng đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé. Hôm nay em về thêm những dòng như Hyundai Accent này, rồi là em về thêm dòng Kia Soluto đấy ạ. Nếu mà tầm tiền hơn 300 triệu, em có một chiếc xe Soluto này mới về thì anh chị có thể ngắm. Và nhớ ấn nút chia sẻ giúp em Hiền Kim cả nhà mình nhé. Nhớ ấn nút chia sẻ giúp em. Em chào anh Đường Văn An, cảm ơn anh Trung Phạm Vinh. Anh Đường Văn An xem Cerato màu đỏ, anh giữ máy luôn giúp em Hiền Kim nhé. Tucson màu trắng thì em lại nhận cọc rồi anh Tuấn Minh ơi. Hôm nay em chỉ còn Tucson màu đỏ và Tucson màu đen thôi. Mazda màu trắng thì em đang tạm hết anh Nguyên Quảng Thắng ạ. Em chào anh Hiếu, chào anh Trần Thắng. Bán tải em đang tạm hết anh nhé. Anh Đường Văn An, nếu mà anh quan tâm chiếc xe Kia Cerato màu đỏ thì anh chị giữ máy luôn. CX-5 màu đỏ thì em nhận cọc rồi. Cả nhà xem kênh của em thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Các bác, các anh, các chị chia sẻ giúp em nhé. Và bây giờ em sẽ báo giá những cái mẫu xe mà mới ngày hôm nay vừa về. Một chiếc xe Xpander số sàn form mới này, chạy 4 vạn rất là đẹp. Một chiếc Tucson bản 1.6 turbo. Một chiếc Kia Cerato màu đỏ. Một chiếc Kia Soluto số sàn 2019. Và những dòng Vios, đấy là những cái mẫu xe mà ngày hôm nay mới về. À, hôm nay em còn có cả một chiếc Innova số tự động 2015 giá là 448 triệu. Innova số tự động 2015 448 triệu cũng đã có mặt tại cửa hàng rồi. Thì cả nhà mình tham khảo và chia sẻ giúp em. Innova số tự động em có anh Kiều Đợi ơi. Em chào anh Nguyễn Đạt ạ. Fortuner thì hiện tại em lại chưa có hàng. Em chào anh Đỗ Danh Minh nhá. Anh Sơn Phạm ơi, Cerato màu đỏ thì CX5 màu đỏ thì em bán rồi. Cerato màu đỏ em có, cả nhà giữ máy luôn giúp em. Mạng nó hơi kém. Anh Đông Milo xem Innova anh giữ máy ạ. Mạng hơi kém nên là anh chị thông cảm giúp em nhé. Mấy hôm nay mạng nó hơi chập chờn. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu để các bác, anh, các chị cùng tham khảo là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc 1.5 7 chỗ ngồi số sàn. Em đang chào bán tại showroom là 488 triệu. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Em mua về em chỉ việc rửa và em dọn qua nội thất thôi. Không mất 1.000 tiền sơn nào luôn các bác ạ. Đấy, chiếc xe Xpander số sàn cuối 2019, xe mới đi có 4 vạn, lốp còn theo xe và lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Các anh các chị quan tâm yêu thích chiếc xe này, xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Anh ơi, Accent số tự động thì em còn 2020 anh nhá. Anh xin vui lòng giữ máy. Sorento em có một con 2016 anh Hiếu ship ạ. Anh giữ máy giúp em Hiền Kim. Đây, các bác cùng quan tâm chiếc Xpander xem luôn giúp em này. Rất rất là đẹp luôn ạ. Chiếc xe này lốp còn zin theo xe cả dàn. Lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Đẹp lắm. Chất lượng xe em cam kết bảo hành. EcoSport em có một con 2018. Anh Xuân giữ máy luôn giúp em. Cả nhà theo dõi chia sẻ giúp em Hiền Kim nha. Các bác, các anh, các chị chia sẻ giúp em ạ. Hôm nay nhiều mẫu xe đẹp lắm nên là em sẽ lên sóng và báo giá chi tiết từng chiếc xe một. Nên là các bác, các anh, các chị
vui lòng chúng ta cứ giữ máy, cầm máy và theo dõi một chút để có thể là biết đâu anh chị lại tìm được cái mẫu xe ưng ý. Hôm nay rất là nhiều các mẫu xe đẹp ạ. À, như chiếc xe này là Xpander, quá đẹp luôn ạ. Innova số tự động em có hàng, Cerato màu đỏ em có hàng. Anh Loan Hương ơi, anh chị Loan Hương ơi, chiếc xe này mà 488 là giá này, em có thể hỗ trợ anh chị sang tên đổi chủ về biển tỉnh. Có nghĩa là về Hưng Yên, về Hải Dương, về Hải Phòng thì em nhận cho anh chị là 488 triệu anh nhá. Còn nếu anh chị về tự làm thì em có thể bớt được tầm 5 đến 10 triệu bao rút hồ sơ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Xpander. Bản 1.5 số sàn 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này sản xuất cuối 2019, xe chạy mới có 4 vạn thôi. Em đang chào bán là 488 triệu. Chất lượng xe thì em cam kết đảm bảo cho các anh các chị đi test kiểm tra thoải mái luôn. Bên em xe cũ bảo hành 1 năm. Có nghĩa là anh chị cứ đi kiểm tra trong vòng 1 năm, nhà em bảo hành cho anh chị về vấn đề tai nạn ngập nước khi mua xe tại cửa hàng bên em là được bảo hành 100% ạ. Em cảm ơn anh Kiều Đợi nhá, em cảm ơn anh Nguyễn Duy Nhất, anh Kim Ngân Nguyễn ở Lai Châu, ở Sơn La, anh vừa đặt cọc con Eco Sport đúng ạ. Anh Hiếu Ship xem xe Sorento 16, anh giữ máy giúp em ạ. Vios màu đen thì em lại chưa có, em có Vios màu trắng được không anh? Một chiếc xe nữa mà anh chị cũng có thể tham khảo này. Tucson rồi Cerato màu đỏ giữ máy giúp em, Sorento giữ máy giúp em. Em có một chiếc xe này nữa, em nghĩ là cũng khá là ok để anh chị có thể cân đối cái tầm tiền của mình. Một chiếc xe Innova. Chiếc xe này là bản G các bác nhá, bản G2.0 số tự động. Đấy, nhưng mà các anh các chị lưu ý này, chiếc xe này hai biển 2008 này cũng là bản G, nhưng mà năm 2008 của nó bản G nó là số sàn. Từ năm 2013 hất đổ về trước là bản G nó là số sàn, nhưng từ cuối 2013 đổ về lên thì bản G nó là số tự động. Còn năm 2013 đổ về về cũ về trước ấy là bản V tự động và G là số sàn. Nhưng mà 2013 trở lên thì là bản E là số sàn, bản G là số tự động. Đấy, nó sẽ chuyển tên như vậy, nên là anh chị có thể phân biệt được ạ. Cảm ơn anh Trọng Hiếu. Anh ơi, i10 sedan thì em lại chưa có hàng. Em chào anh Phương Thảo nhá. Cả nhà đang xem kênh của em thì ấn nút chia sẻ giúp em Hiền Kim được không ạ? Em, cái này là em nhờ anh chị, là anh chị xin vui lòng chia sẻ giúp em Hiền Kim. Chỉ cần các bác anh các chị ấn một cái nút chia sẻ bên cạnh đấy ạ. Các bác có thể vào xem mà có cái nút chia sẻ bên cạnh đấy ạ, thì cả nhà ấn giúp em một cái nút chia sẻ lên trên trang cá nhân hoặc là bất kỳ một hội nhóm nào nhá. Nên là anh chị hỗ trợ em, bởi vì là Facebook dạo này nó cũng khá là bóp tương tác, nên là cái này là em nhờ riêng anh chị ạ. Outlander anh Đỗ Văn Thanh giữ máy luôn giúp em ạ. Như chiếc xe này là Innova này, chiếc xe này là biển 15 Hải Phòng, bản 2.0G, chiếc xe này đẹp lắm cả nhà mình ạ. Xe mới đi có 7 vạn thôi. Số tự động 2015, em đang chào bán là 448 triệu, rất là hợp lý luôn. Nếu anh chị cần một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, lại form dáng đẹp, thì anh chị cùng ngắm qua chiếc xe này ạ. Số tự động 2015 mà giá thành chỉ có 448 triệu thôi ạ. Xe chạy mới có 7 vạn, lốp còn zin theo xe hết, và xe thì em bảo hành 100%. Anh chị cùng ngắm nhé, cam kết là xe gia đình, không kinh doanh dịch vụ anh chị nhé. Em cam kết cho anh chị luôn là xe kinh doanh, xe gia đình sử dụng, không kinh doanh dịch vụ. Em cảm ơn anh Huy là anh ạ. Các anh các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Đây, chiếc Innova này đẹp lắm. Em cũng đã có, em đã chụp hình ảnh và cả quay video. Em cảm ơn anh Minh Sơn đã chia sẻ giúp em Hiền Kim. Đây, chỉ có 448 triệu thôi các bác ạ. 448 triệu. Đã sở hữu một chiếc xe Innova bản G số tự động 2015. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng hơn được một chút nữa. Anh chị nào thực sự mà gia đình đang cần hay đang quan tâm mà hơn 400 triệu muốn sở hữu chiếc xe này thì nhấc điện thoại và gọi luôn cho em Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555, hoặc anh các chị có thể ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả.
Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe. Cảm ơn anh Như Quách Văn ạ. Cảm ơn các bác, các anh, các chị đã chia sẻ giúp em Hiền Kim. Cảm ơn anh Minh Sơn. Anh Trịnh Tình ơi, chiếc xe Tucson màu trắng thì em đã... Chiếc xe này là 2020 bản đặc biệt, nhưng mà xe về đến nơi thì em đã nhận cọc một anh ở Thái Nguyên. Anh ấy xuống anh cọc cho em 50 triệu rồi. Đây là chiếc Hyundai Tucson màu trắng thì em xin phép dừng giao dịch. Và em có một chiếc màu đen bản turbo và em có cả màu đỏ cũng đang trên đường về. Thì anh chị vui lòng giữ máy nhé. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Innova. Chiếc xe này là bản 2.0G số tự động 7 chỗ ngồi. Xe mới đi có 7 vạn thôi, màu vàng cát, biển 15 Hải Phòng, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán là 448 triệu. Sang ở phía bên này, em có một chiếc Innova này là của cậu em, cậu gửi, cậu lên đời. Chiếc xe này là 2008, cũng là bản G nhưng là bản số sàn các anh các chị nhé. Biển 37 này là số sàn và em đang chào bán là 228 triệu. Đây anh chị, nếu mà tầm tiền 7 chỗ muốn sở hữu một chiếc xe hơn 200 thì chúng ta cùng tham khảo qua cái mẫu Innova này là 228 triệu. Còn nếu anh chị thích số tự động đời cao hơn một chút, 448 triệu thì anh chị tham khảo qua giúp em Hiền Kim chiếc xe Innova 2015. Hôm nay em xin phép quay gầm cao nhé. Hôm nay em xin phép quay gầm cao trước một chút bởi vì rất là nhiều các anh các chị. Và anh Hiếu Ship vừa hỏi giúp em là chiếc Sorento và chiếc Outlander thì anh chị vui lòng luôn giữ máy luôn giúp em. Và qua dòng xe gầm cao này thì em sẽ di chuyển sang dòng xe sedan bởi vì hôm nay sedan cũng rất là nhiều luôn ạ. Cảm ơn anh Lê Quang Thắng ạ. Cảm ơn anh Như Quách Văn. Anh ơi, chiếc xe Tucson màu trắng này thì em đã nhận cọc rồi. Âm thanh sột soạt quá. Chắc là do âm thanh tạp nham ở ngoài phải không anh, hay là như thế nào ạ? Các anh các chị cho em hỏi một tí ạ. Mọi người nhìn hình ảnh và video có được rõ không? Nghe em giới thiệu có được rõ không ạ? Nếu mà em cũng không biết làm sao có âm thanh sột soạt hả anh? Các anh các chị nghe có được rõ không ạ? Cảm ơn anh Huy là anh. Giúp em comment một chút nhé. Tại vì là em sợ là âm thanh với lại hình ảnh nó không được rõ thì anh chị sẽ nghe hơi khó chịu. Cảm ơn anh Phi Hùng, cảm ơn anh Thắng Béo nhé, cảm ơn anh Huy là anh. Anh Phan Nhã ơi, Santa Fe máy dầu 2020 thì hiện tại em lại đang tạm hết hàng. Chiếc xe Tucson bản đặc biệt 2.0 biển 98 này thì em đã dừng giao dịch rồi. Và sang đây, anh vừa hỏi em là chiếc Sorento, chiếc Outlander, hôm nay em ưu tiên quay gầm cao một chút ạ. Cảm ơn anh Trần Hùng, anh Việt Nguyễn Xuân, anh Mạnh Nguyễn, cảm ơn anh Chiến Công, anh Nghĩa Nguyễn. Em biết là các anh các chị đang theo dõi, nhưng mà mặc dù là không comment, nhưng mà các anh các chị lúc mà em hỏi thì anh các chị lên tiếng rất là nhiều. Nên là cảm ơn các anh các chị đã luôn theo dõi, chia sẻ và ủng hộ cho em. Bởi vì trong những cái buổi live mà có thành công hay không, hay là có nhiều tương tác hay không, thì là cái sự tương tác và sự theo dõi, chia sẻ của anh chị cũng rất là ủng hộ nhà em rất là nhiều đấy ạ. Anh Đông Nguyễn Quang có tiếng xè xè. Anh ơi, nhà em cũng ở cạnh mặt đường ấy, thì cái đường ô tô đi lại, xe cộ đi lại thì anh cũng thông cảm nhá. Cảm ơn anh Vân Tri Kỷ, anh Dung Nguyễn ạ. Chúng ta tiếp tục ạ. Vừa các bác hỏi em là có mẫu Kia Sorento nào không, thì hôm nay dòng gầm cao em khá là nhiều. Như chiếc xe này là Kia Sorento. Chiếc xe này là bản 2.4G ATH, là phiên bản cao cấp nhất, cũng là phiên bản đầy đủ option nhất của dòng Sorento năm 2016. Chiếc xe này là 7 chỗ ngồi số tự động máy xăng. Xe chạy hơn 6 vạn và em đang chào bán để các anh các chị tham khảo có giá tại showroom là 625 triệu. Giá này em vẫn có thể thương lượng được các anh các chị nhé. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng được. Chiếc xe này là đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Kia và xe lắp ráp tại Việt Nam, 7 chỗ ngồi, Kia Sorento New Form mới đấy ạ. Em cảm ơn anh Phạm Bá Khôi, cảm ơn các bác, anh, các chị. Chiếc xe này thì full option của nó thì nó sẽ có đầy đủ hết nhá. Ghế lái và ghế phụ thì đều có ghế chỉnh điện đầy đủ. Cân bằng điện tử là đề nổ thông minh, cũng như là hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, tất cả hệ thống của nó sẽ có hết, đây là bản full. 625 triệu, giá xe này em vẫn có thể lộc lá thêm cho các anh các chị nữa ạ. Giá xe vẫn còn thương lượng cả nhà mình ạ.
Anh chị cứ yên tâm là khi làm việc với nhà em qua điện thoại hay là anh chị đến trực tiếp, không bao giờ phải mua một cái giá là nói 10 bán 10 đâu. Có nhiều anh chị đến là còn bớt nhà em 15-20 triệu là chuyện bình thường. Cũng đến mình xem xe, mình test xe thì em cũng nói rồi là giá cả vẫn có thể thương lượng được. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này là 2016 bản phun xăng đặc biệt 7 chỗ ngồi số tự động. Em đang chào bán là 625 triệu. Tiền đang ở dòng xe gầm cao thì chiếc xe này là đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 CVT. Các anh chị nhìn giúp em này, cái form Outlander này nó rất là rộng nhá. Cái form Outlander này nó rất là rộng. Chiếc xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm từ... Nó rất là ít, nó rơi vào tầm 8 lít thôi các anh các chị ạ. Cái này là theo quy chuẩn của nhà sản xuất ạ, chứ không phải là quy chuẩn của em Hiền Kim đâu. Chiếc xe này là Mitsubishi Outlander 7 chỗ ngồi. Đấy, bản 2.0 em đang chào bán là 685 triệu cho các anh các chị các bác cùng ngắm và cùng tham khảo. Sang ở phía bên này, em còn có một chiếc xe Mazda CX-5 2.0 2016 em đang chào bán là 650. Chiếc EcoSport màu xám này là 2018 1.5. Xe thì đã lên màn hình Android, có cam lùi đầy đủ, nội thất ghế da đầy đủ rồi. Và chiếc xe Ford EcoSport màu xám này em Hiền Kim đang chào bán là 448 triệu. Đây là một dãy xe gầm cao, em sẽ đọc lại một loạt giá nữa để anh chị có thể cân đối. Nếu mà yêu thích chiếc xe nào thì để lại bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em ạ. Ford EcoSport 2018 1.5 em đang chào bán là 448 triệu. Mazda CX-5 2020 bản cuối 2016, bản này của nó đã có phanh điện tử rồi, em đang chào bán là 650. Chiếc xe Mitsubishi Outlander, chiếc xe này là 7 chỗ số tự động 2.0 2018 em đang chào bán tại showroom là 685 triệu. Sang ở phía đây nữa là một chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này là 2016 bản GATH 7 chỗ ngồi số tự động phun xăng đặc biệt. Em đang chào bán là 625. Chiếc Hyundai Tucson màu trắng này thì em đã bán rồi. Em còn Hyundai Tucson màu đen thì các bác anh các chị giữ máy. Một chiếc xe Innova 2015 số tự động em đang chào bán là 448 triệu. Một chiếc xe Innova số sàn 2008 em đang chào bán là 228 triệu. Đấy là một loạt xe gầm cao ở phía bên tay trái của em. Ở phía trên này em còn có cả Tucson. Em xin phép cho em giới thiệu nốt dòng xe gầm cao và sau đấy em sẽ sang dòng xe sedan nhé. Anh ơi, i10 thì em lại chưa có anh ạ. Anh Đỗ Văn Thanh, Outlander là đời 2018. Anh Huế Phan ơi, Sorento thì anh phải xác định là phải tầm 10 đến 11 lít trên 100 cây đường hỗn hợp ạ. Đường hỗn hợp là đường trong đô thị anh nhá. Em cảm ơn anh Lương Văn Hoán ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Tiếp tục thêm hai chiếc xe gầm cao nữa để mọi người có thể tham khảo. Chiếc ở phía trên này là Mitsubishi Xpander thì em cũng đã giới thiệu qua rồi. Chiếc xe này là 2019. Xe mới đi có 4 vạn thôi cả nhà mình ạ. Mới đi có 4 vạn thì xe nó đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Xe gia đình sử dụng và cam kết với các anh các chị là không phải xe kinh doanh dịch vụ. Anh chị có thể mang ra hãng, ra thợ test kiểm tra thoải mái, nhà em bảo hành 1 năm luôn ạ. Đây, như chiếc xe này 488 triệu bao check toàn quốc luôn. Xe cũng đã lên màn hình Android đầy đủ rồi ạ. Xe lên màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, nội thất ghế da, cam lùi đầy đủ. 488 triệu cho chiếc Xpander này. Lốp còn zin theo xe hết cả nhà mình nhá. Lốp còn zin theo xe hết và lốp sơ cua thì còn chưa dùng tới đâu ạ. Quá xuất sắc luôn ạ. Thêm một chiếc xe gầm cao để anh chị có thể tham khảo và sau đấy em Hiền Kim sẽ di chuyển sang dòng xe sedan. Các bác anh các chị nhìn có được rõ không? Anh chị Vân á. Ok, anh Hoán Lương Văn ơi, Cerato màu đỏ số tự động anh chữ máy giúp em một chút.
qua chiếc Hyundai Tucson này nữa thôi là em sẽ di chuyển sang dòng xe sedan. Hôm nay thì em cũng đã xin phép với các bác là em cho em quay xe gầm cao trước, bởi vì ngày hôm nay nhiều xe gầm cao về quá. Thêm một chiếc xe Hyundai Tucson đây ạ. Chiếc xe này chạy hơn 5 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, Hyundai Tucson. Bản này là bản cao cấp hơn. Bản này là 1.6 turbo nha các bác, các anh, các chị. 1.6 turbo, sản xuất 2018 và em đang chào bán là 815 triệu. Đây ạ. Bản 2.0 đặc biệt thì nó rẻ hơn. Còn đây là phiên bản cao cấp nhất, cũng là phiên bản đắt tiền nhất. Bởi vì dòng 1.6 turbo thì nó là vừa khỏe xe nhưng mà lại ăn rất là ít xăng. 815 triệu cho chiếc Hyundai Tucson màu đen. Để các bác anh các chị cùng ngắm luôn ạ. Em hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Xe bao lỗi 100% luôn ạ. Bao cam kết bảo hành 100% cho anh chị. Anh ơi, bán tải hai lắc thì em lại chưa có chiếc xe nào. Dòng mẹc thì bên em lại không có anh Thu Hạ ơi. Dòng mẹc lại chưa có chiếc xe nào anh ạ. Đây, quá đẹp cho chiếc Hyundai Tucson ạ. Để em mở cái cửa sổ trời ra cho cả nhà mình nhé. Chiếc xe này là mới chạy có 5 vạn thôi ạ. Đây, xe có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nhiều lúc anh các chị mở cửa sổ trời thì phải nhớ đóng lại nhá, không là mưa nó hắt vào đấy ạ. Xe chạy 5,6 vạn rồi. Anh ơi, Xpander em có trả góp lên tới 70% đấy anh ạ. Anh chị ơi, mẹc thì hiện tại em lại không có anh Thu Hạ ạ. Quá đẹp cho chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo. Em chào anh Chiến Công nhá. Anh vừa mua Elantra của bên em đúng không anh? Anh ơi, anh nhận được công chứng để làm giấy tờ chưa? Ultima em đang tạm hết rồi anh Tuấn Nguyễn Văn ạ. Ultima thì em đang tạm hết rồi. Đây là chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 turbo. Đấy, quá đẹp luôn. Innova em còn cả đôi đấy anh, số tự động, số sàn em còn hết. Anh ơi, Đồng Nai thì bên em là chưa hỗ trợ trả góp được anh ạ, bởi vì là bây giờ ngân hàng ở xa người ta cũng siết chặt đấy. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Tucson, Hyundai Tucson bản 1.6 turbo, xe chạy hơn 5 vạn. Em đang chào bán tại showroom để các anh các chị các bác tham khảo là 815 triệu. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng và lộc lá được mọi người nhá. Giá xe em vẫn có thể thương lượng được thêm một chút nữa. Bây giờ em xin phép di chuyển sang dòng xe sedan một chút ạ. Dòng xe sedan này, các bác vừa hỏi em là chiếc xe Kia Cerato màu đỏ còn giữ máy ở đây không ạ. Các anh các chị vừa hỏi em là Cerato màu đỏ này, Cerato màu trắng này, Vios này, Soluto này, thì các anh các chị còn giữ máy không? Thì em sẽ báo giá tiếp tục những cái dòng xe sedan để anh chị có thể lựa chọn. À, hôm nay em có một chiếc VinFast Fiding đấy ạ. Nếu anh chị nào đang quan tâm dòng xe VinFast Fiding thì hôm nay em có đấy nhá. Em có một chiếc xe Fiding giá tầm hơn 300. Thì anh chị có thể tham khảo giữ máy một chút ạ. Rất là nhiều các mẫu xe đẹp cả nhà mình ạ. Hôm nay nhiều xe đẹp lắm. Anh ơi, bán tải thì hiện tại bên em lại không còn anh ạ. Bán tải thì ngày hôm nay em hết sạch rồi. Đây. Anh ơi, bán tải tất cả những dòng Hilux, Ranger thì ngày hôm nay em lại không có anh ạ. Nên là anh cứ theo dõi trên kênh của em. Nếu mà mình ưng mẫu xe nào thì một vài hôm nữa có xe về thì em sẽ lên sóng anh nhé. Thêm một chiếc xe này là Kia Cerato. Đây ạ, Kia Cerato số tự động. Chiếc xe này màu đỏ mới về ngày hôm nay. Rất là đẹp, rất là đều xe. Cuối 2017, form 2018. Bản 1.6 phân khúc xe hạng C. Em đang chào bán là 525 triệu. Chiếc xe này mới đi có 4 vạn thôi ạ. Xe mới đi có 4 vạn 2017 thì anh chị biết là xe đẹp như thế nào đúng không ạ? Anh ơi, M6 thì em chưa về. Anh ạ, M6 thì em chưa về. Em cảm ơn anh Nguyễn Vượng rất là nhiều. Cả nhà xem kênh của em Hiền Kim, nếu mà yêu thích thì ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi và nút chia sẻ giúp em nhé.
Anh Nguyễn Trung ơi, chiếc Xpander đang có ở cửa hàng là số sàn anh ạ, biển 37 Nghệ An, xe mới chạy có 4 vạn thôi và lốp còn zin theo xe. Em đang chào bán là 488 triệu chiếc Xpander đẹp đấy anh nhá. Còn đây là chiếc Kia Cerato này, cả nhà mình cùng ngắm giúp em Hiền Kim, màu đỏ. Bản 1.6 2017, xe mới đi có 4 vạn thôi. Thì anh chị biết là xe đẹp như thế nào rồi. Em đang chào bán tại showroom có giá là 525 triệu. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng lộc lá thêm được chút nữa. Anh chị bớt chút thời gian thì chúng ta có thể ghé qua showroom của em để xem. Anh ơi, Kia Karen thì em không có. Nếu mà tầm tiền Karen thì anh có thể lấy sang những dòng như Innova hoặc Xpander được không ạ? 7 chỗ thì này hôm nay em quá nhiều luôn. Innova, Xpander, Sorento, Outlander. Để những cái dòng xe đấy 7 chỗ là em có hàng hết ạ. Hôm nay em về thêm một chiếc xe này nữa này. Cả nhà các anh các chị có thể tham khảo nhá. Hôm nay em về thêm một chiếc xe này em thấy cũng khá là hợp lý. Tầm tiền cũng rất là ok mà xe thì cũng rất là đẹp. Em về thêm một chiếc xe Kia Soluto. Anh Đào Văn Công, Cerato 2016 số tự động có, anh giữ máy luôn giúp em ạ. Chiếc Kia Soluto này, chiếc xe này là bác chủ, bác ấy đổi cho em lấy con Xpander số tự động. Bác ấy nhượng lại cho em chiếc xe này. Xem chính chủ một chủ từ đầu. Biển Thái Nguyên, chạy mới có 4 vạn thôi. Rất là đẹp. Em đang chào bán tại showroom. Có giá là 362 triệu ạ. 362 triệu các bác nhé. Anh ơi, bên em chuyển xe toàn quốc được mà. Em chuyển xe toàn quốc ạ. 362 triệu là chiếc xe Kia Soluto mới chạy có 4 vạn này thôi ạ. Đẹp lắm. Xe miễn bản về chất luôn. Đấy, một chiếc xe phân khúc hạng B. Chiếc xe này số sàn cả nhà mình á. Xe này là số sàn. Mới đi có 4 vạn thôi ạ. Xe mới đi có 4 vạn thôi ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Soluto 2019 bản 1.4 số sàn. Em đang chào bán là 362 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ cho các bác và hỗ trợ banh nếu các anh các chị các bác có nhu cầu. Vừa các bác hỏi em là chiếc xe Kia Cerato số tự động 2016 đây, em có hàng luôn này. Đây, Cerato số tự động màu trắng 2016 em có nhá. Hiện tại thì Cerato thì em đang có màu đỏ 2017 và em có màu trắng 2016. Xpander anh Toại Đức Phúc giữ máy luôn giúp em. Xpander chiếc xe này em vừa về, anh giữ máy luôn giúp em nhá. Anh ơi, như đây ạ, chiếc xe này là Kia Cerato màu trắng đây, 2016 490 triệu. Bản 1.6 phân khúc xe hạng C. Xe thì quá đẹp rồi anh ạ. Con này là biển thành phố nên mà anh chị về Hà Nội hoặc là về Sài Gòn ấy thì sẽ không mất 20 triệu tiền chuyển vùng đâu ạ. Bởi vì chủ cũ thì người ta đã đóng đầy đủ cho mình rồi. Thì bây giờ các anh các chị cũng không mất tiền 20 triệu tiền chuyển vùng nữa. Xe đỏ em có Civic, Elantra, Cerato. Anh chị giữ máy em sẽ quay luôn cho ạ. Đây, như chiếc xe này là Kia Cerato các bác nhá. 2016 màu trắng 1.6 phân khúc xe hạng C. Em đang chào bán tại showroom có giá là 490 triệu. Giá xe này em vẫn có thể lộc lá thêm được một chút nữa. Outlander em có màu trắng 2018 anh Minh Dương Văn ạ. Em đang chào bán là 685 triệu lăn bánh đây anh. Anh có thể nhắn cho em một tin qua trang fanpage, em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho anh. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Cerato 2016 nhá. Chiếc xe này em đang chào bán là 490 triệu. Mấy chiếc xe màu đỏ đây ạ. Màu đỏ thì em đang còn một chiếc Fiadin này. Fiadin này là của VinFast nhá. 2021 350 triệu. Chiếc xe này là mới về ngày hôm nay. Chiếc xe màu đỏ ở phía trên này là chiếc xe Honda Civic.
Bản 1.5 L Turbo 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Biển 34 Hải Dương, chạy 4 vạn. Xe lên full kịch đồ chơi rồi, màn hình camera rồi là âm thanh camera 360 độ đầy đủ hết. Thì chiếc Honda Civic này em đang chào bán là 725 triệu. Đây một chiếc xe màu đỏ để anh chị có thể tham khảo và chiêm ngưỡng luôn giúp em. Anh Toại Đức Phúc xem Xpander giữ máy giúp em Hiền Kim một chút ạ. Các bác, các anh, các chị, nếu mà có thời gian hoặc là chúng ta tiện thì ghé qua showroom của bên em nhé. Nhà em chỉ có một địa chỉ duy nhất là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương thôi ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Honda Civic 1.5 Turbo, bản L Turbo 2018, 725 triệu. Ở phía sau này, trước khi quay chiếc Elantra màu đỏ thì em xin phép cho em quay lại chiếc Xpander cho bác Toại Đức Phúc đang cầm máy. Bác có thể tham khảo qua chiếc xe này. Chiếc xe Xpander này thì em nói thực sự là em bảo là về em chỉ mất tiền dọn qua nội thất và đánh bóng thôi, còn em cũng không mất 1.000 tiền phải tỉa sơn nào cả. Xe mới đi có 4 vạn thôi anh ạ, 4 vạn mốt. Lốp còn zin theo xe đầy đủ, lớp sơ cua còn chưa một lần hạ xuống. Xe đã lên đèn bi gầm rồi. Chiếc xe này form mới, anh cùng nhìn giúp em. 1.5, 7 chỗ ngồi số sàn. Xe mới về ạ, xe mới về luôn anh chị nhá. Em đang chào bán là 488 triệu, cả nhà mình cùng tham khảo giúp em Hiền Kim. Xe này không mua thì mua xe nào đúng không ạ? Anh ơi, Tucson là màu đen anh ơi, Tucson là bản 1.6 turbo màu đen. Anh giữ máy luôn, em sẽ review lại cho anh ạ. Quá đẹp chiếc Xpander anh ơi. Chiếc xe này thì thực sự là không có gì để chê anh ạ. Chỉ có nghĩa là anh có thích hay là không thích thôi. Chứ còn chiếc Xpander này thực sự để mà nói về chất xe, em chỉ nói một từ là quá chất luôn. Còn quan trọng là anh chị có thích hay là không thích thôi. Bởi vì chiếc xe này thì em chỉ nói một câu là đẹp và chất bao lỗi cho anh chị luôn ạ. Nếu mà người tinh tường ấy, người ta chỉ cần nhìn cái xe mà em quay này, nhìn cái tổng thành xe mà em Hiền Kim review lên ấy, đã biết là xe nó đẹp như thế nào rồi. Ngoài ra thì em cũng đã, một lát nữa thì em cũng sẽ up tải hình ảnh video chi tiết cụ thể. Bạn Đức Phúc ơi, bây giờ mình đang like ấy thì nhà mình vẫn có người trực máy. Nếu mà không phiền, bạn nhắn hộ mình một tin qua Zalo ở số 0978607555, bảo gửi giúp em chiếc Xpander này được không ạ? Thì bên em sẽ gửi hình ảnh, video chi tiết cụ thể. Bởi vì chiếc xe này vừa về, em hình như em chỉ mới up lên YouTube thôi, còn trên fanpage thì em chưa kịp up đâu. Thì anh chỉ cần nhắn giúp em một tin qua Zalo là gửi cho anh thông tin của chiếc Xpander, thì bên em sẽ kết nối và gửi video đầy đủ cho anh nhé. Thì anh xem nó sẽ rõ hơn. Còn cái like này ấy thì thực ra là em chỉ là like tổng hợp và em báo giá từng đầu xe thôi. Còn anh chị yêu thích mẫu xe nào thì yêu thích chi tiết chiếc xe nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho bên em từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối thì bên em sẽ kết nối Zalo gửi đầy đủ thông tin cho anh chị. Sang ở phía bên đây, anh vừa hỏi là chiếc Hyundai Tucson đúng không anh? Chiếc xe này là bản 1.6 turbo anh này, 2018, xe cũng mới về. Nếu như anh thích màu đỏ bản turbo thì em đang về một chiếc 2018 nữa, cũng là bản 1.6 turbo, và một chiếc 2016 màu đỏ đô, cũng là xe nhập khẩu. Thì anh có thể tham khảo trên fanpage của bên em. Chiếc xe này là mới chạy có 5,6 vạn thôi, 2018. Chiếc màu trắng 2.0 thì em xin phép là dừng giao dịch bởi vì em đã bán rồi. Innova số sàn 2017-18 thì em lại chưa có anh Nguyễn Hải ạ. Đây quá đẹp luôn đúng không ạ? Bản 1.6 turbo là phiên bản cao cấp nhất đúng không các bác, anh, các chị? Là phiên bản đắt tiền nhất rồi. Không có phiên bản nào cao hơn nữa. 5 chỗ ngồi. Nếu mà để so sánh những cái dòng xe 5 chỗ gầm cao, có nhiều anh chị đi CX-5, nhưng có nhiều bác đi Tucson ấy, thì sang đi Tucson nó sướng, nó đầm xe hơn nhiều.
Anh ơi, Accent 2021 em không còn một chiếc xe nào. Bạn Vũ Phong Avanta xem Honda Civic giữ máy luôn. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo, xe chạy 5 vạn. Em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo. Có giá là 815 triệu nhá. Đây, phía trên này em còn một chiếc xe màu đỏ nữa. Bạn Vũ Phong Avanta xem Honda Civic giữ máy luôn ạ. Em còn một chiếc xe màu đỏ nữa là chiếc xe Hyundai Elantra. Đấy, chiếc xe này biển Hưng Yên. Xe chạy hơn 4 vạn, bản 1.6 GLS. Anh chị có thể ngắm luôn ạ. Biển Hưng Yên ạ, bản 1.6 GLS. Em đang chào bán để anh chị tham khảo là 588 triệu. Đấy, Hyundai Elantra 1.6 GLS 2019 form mới. Đề nổ thông minh đầy đủ nhá. Đèn tự động, gạt mưa tự động. À, anh Tuấn Trần Văn ơi, bên em thì 7 giờ sáng là làm việc. Có nghĩa là nghe điện thoại hay là trả lời tất cả tin nhắn của anh chị thì bên em sẽ check tin nhắn tất cả các giờ trong, cứ rảnh lúc nào là bên em check lúc đấy. Còn giờ mở cửa ở cửa hàng thì cứ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Có nghĩa là bọn em làm việc tất cả các ngày trong tháng, tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nên là bất cứ lúc nào anh chị ở xa đi về muốn ghé qua showroom của bên em thì cứ đến thẳng. Địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Nhà em phục vụ 24/24 ạ. Bạn Vũ Phong Avanta còn giữ máy không ạ? Bạn vừa muốn xem chiếc Honda Civic đúng không? Đây, em xin phép cả nhà cho em quay lại chiếc Honda Civic cho bạn Vũ Phong. Chiếc xe này là Honda Civic bản cao cấp nhất 1.5L Turbo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc 2018, chạy 4 vạn. Xe đã lên âm thanh này, lên sàn 5D này, lên màn hình camera 360 độ đầy đủ. Và chiếc Honda Civic này em đang chào bán là 725 triệu. Đây, Vũ Phong xem luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Thọ Trình ạ. Innova số sàn 2017-18, em không có một chiếc xe nào anh Nguyễn Hải ạ. Xe có màn hình Android, sàn 5D đầy đủ rồi bạn Nguyễn Phong nhé. Nếu mà bạn quan tâm chiếc xe này, xin vui lòng cứ để lại bình luận ở phía dưới. Bên em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể và giá cả, còn có thương lượng được nữa. Sang ở phía bên này thì em có thêm một chiếc xe Hyundai Accent số tự động cũng mới về, 498 triệu 2020 ạ. Nếu anh chị quan tâm chiếc xe Hyundai Accent số tự động 2020, 498 triệu thì chúng ta cùng tham khảo qua chiếc xe này. Phía sau em còn có một chiếc xe Toyota Vios nữa. Đây, tất cả những cái dòng Accent này phía sau ấy em đã bán rồi, không còn nữa. 2021 ở số sàn, tất cả phía sau này là em bán rồi. Em còn thêm một chiếc xe Toyota Vios nữa đây ạ. Chiếc xe này là 2019 form mới bản G, em đang chào bán là 515 triệu. Xe thì cam kết cho các anh các chị bảo hành 100% về vấn đề xe tai nạn, ngập nước, thủy kích, bổ máy, bao zin luôn ạ. Các anh các chị đi test thoải mái nhá. Và còn rất là nhiều xe đang được chào bán tại showroom Luxury Car, có địa chỉ duy nhất là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị bớt chút thời gian ghé về showroom bên em để tham khảo những cái mẫu xe, hoặc liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 và nhớ ấn nút đăng ký trên fanpage ô tô Hiền Kim hoặc là Luxury Car Hải Dương, hoặc trên trang YouTube để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa. Và buổi báo giá tổng hợp hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã luôn theo dõi, ủng hộ và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tiếp theo. Mọi người nhớ check tin nhắn ạ, bên em sẽ gửi đầy đủ thông tin đấy ạ.